quý vị và các bạn, Kimberly vừa nhận được cái thùng đồ nha từ UPS. Kimberly vừa nhận được cái thùng đồ này. Kimberly order mỹ phẩm nha các bạn. Thì Kimberly sẽ mở ra cho các bạn xem coi Kimberly xài loại mỹ phẩm nào ha. Kimberly nói cho các bạn biết luôn là Kimberly mua được giá rất là tốt ha. Thường ở Mỹ này, những ngày lễ holiday như là lễ Thanksgiving, Christmas hay New Year thì những cái ngày lễ đó thường họ hay hạ giá nhiều lắm các bạn. Thì để Kimberly cho các bạn xem Kimberly mua gì nha. Và được cái giá nó như thế nào ha. Cái này Kimberly mua cũng 10 ngày rồi mới gửi tới. Đây, đây Kimberly mua mỹ phẩm của Lancome ha. Bạn xem nè, đẹp không? Kimberly mua cái này nguyên một set. Kimberly mở ra cho các bạn xem. Wow, đó, khi mà thường lễ lọc á là họ sẽ tặng mình cái giỏ này ha, để mình đựng đi travel hay đi đâu đó mình xách theo. Mà cái này cũng thể thấy cái giỏ hơi lớn nhưng mà đẹp lắm các bạn, rất là đẹp ha. Cái Kimberly mở ra. Wow, thường Kimberly cũng mua hay có được gift. Thường á Kimberly mua lễ này nọ thì những cái hãng mỹ phẩm nó hay cho cái túi mà đựng gift để mình đựng mấy cái đồ mỹ phẩm đi du lịch này nọ. Nhưng mà cái này thì không phải như cái túi đó, nó lớn hơn ha, giống như cái case nhỏ vậy đó. Đó, trong này nó có nguyên một set này ha. Nó bao gồm có, để thêm lấy cái ra. Cây son nha các bạn. Wow, cây son cái màu này cũng đẹp á các bạn, giống như màu toffee á ha. Son đẹp quá nha các bạn, nhìn nè ha. Cái màu này Kim cũng thích, mùa đông đó mình có thể xài cái màu đậm đậm như vậy. Màu đỏ thì trừ khi nào Kimberly đi party này nọ Kimberly mới xài mấy cái màu sáng đỏ. Rồi, cái hộp của nó cứng quá luôn, mình lấy ra khó quá nè. Trong này nó là cái hộp giấy nha các bạn, cái hộp giấy nó cứng ngắc luôn, dính vào trong này cứng ngắc luôn các bạn. À, đẩy nó lên. Đây, ở đây có thêm một chai dầu thơm nhỏ nhỏ ha. Cái chai dầu này để mình đi đâu đó mình đi travel mình mang theo, nó rất là tiện, dễ thương hơn. Nó có cái lá nữa nè, làm cái nơ có cái lá. Thường dầu mà cho những bạn trẻ thì cái màu nước hoa nó sẽ lợt hơn,
cái mùi nó nhẹ nhàng hơn, dễ chịu. Còn cho những người lớn tuổi thì cái màu của nó sẽ sậm hơn như các bạn. Trời, hồi để cắt liền, chặt cứng luôn, lấy ra khó quá. Cây này là cây mascara, là để cho lông nheo ha. Là cây này. Ôi chưa chạy. Nhưng mà bị bể sao mà cứng như. Đây. Cây này là cây lip gloss, tức là để cái son bóng á các bạn. Cái màu hồng nhạt ha, tự nhiên. Mình để cho nó bóng lên. Mà Kim Ly thường thường á, Kim Ly xài mỹ phẩm, Kim Ly hay trộn lại lắm. Không có xài một màu. Ví dụ như cây này, son này đi, nếu mà nó không có bóng thì Kim Ly sẽ cho thêm một lớp này lên trên thì nó sẽ ngã ra cái màu khác hơn. Kim Ly thường thường là Kim Ly trộn màu không à, Kim Ly không có xài một cái màu riêng của nó. Kim Ly trộn lại ha. Rồi, cái này là kem dưỡng ha, một hũ kem dưỡng Advanced cho da đó các bạn, da nhăn này nọ ha. Rồi một hũ này nữa, hũ gì đây, hũ này nó để là Motive Action Ultra cho sun, có sun cream trong này, có chống nắng trong này nữa các bạn. Cái loại này Renergy Lift, tức là làm cho cái da của mình thẳng lên, nó lift lên, nó căng lên ha. Cái cream, lift cream ha. Đó, là cái kem này để cho da nó căng. Cái gì đây? Không nhận họ để. Không nhận họ để chắc quá luôn á, nó sợ đổ ra các bạn. Comfort. Cái này là lotion. Kem xịt mặt ha. Lotion ha các bạn, mà cái dạng như nước vậy, thơm quá các bạn, nhiều thứ miếng, nó trong, nó trong ha, thơm, đó, rồi kế tiếp. Cứng quá Kim Ly phải đẩy lên. Cái này là để cho mình Double Action Eye Makeup Remover. Eye Makeup Remover là để mình lau lấy mascara ra đó các bạn, với eyeshadow ha. Cái này mình để vô miếng bông gòn cái pad, cái mình chùi nhẹ nhẹ nhẹ, đừng chùi mạnh quá lông nheo nó rụng nha. Cái này nó có dầu trong này nè, khi mình rửa cái cho makeup cho con mắt á, nó dễ ra lắm các bạn. Người sau đó mình mới rửa lại xà bông rửa mặt ha. Trời, cứng để thiệt là cứng vậy, giữ cho chắc không thôi gớp. Còn cái này cream nó cũng là để Advanced Youth Activating Concentrate. Cái này xích cho trẻ nha các bạn, cho trẻ ra đó. Này cho trẻ nha. Cái này cho lift lên, là tức là mặt mình mà bị sệ sệ đó thì xích cho nó sẽ kéo lên, nó căng lên ha. Mỹ phẩm mà quảng cáo thì lúc nào cũng nói nghe hay lắm, mà còn kết quả thì mình chưa biết. Mình phải xài thử mình mới biết. Rồi, cái hộp cuối cùng nha các bạn. Thì Lancome là của Pháp nha các bạn. Nếu các bạn nào không biết thì Kim Ly nói cho các bạn biết, Lancome là của Pháp. Của Pháp nè, Paris. Đây, cái hộp này nữa ha. Let's see. Nhìn cái hộp đẹp không các bạn?
phải eyeshadow đó, phấn cho mắt đó các bạn, gọi là gần giống như phấn vậy đó. Cái này cho mắt ha, nó là dạng bột đó các bạn, eyeshadow ha. Các bạn nào ở đây thì biết eyeshadow là gì ha? Okay, các bạn, cái này là cái miếng để bảo vệ cái kiến nè ha. Thường người ta gửi về thì mình xém ra khi mình xài ha, thì nó là cái kiến nha các bạn. Đó, cái này là cái eyeshadow là cho mắt ha, cho mắt nè. Mà cái này nó có vừa cái loại mà matte, which is là nó không có có kim tuyến, có loại thì có kim tuyến nha các bạn. Cái hộp này á, cái hộp này là nó vừa mắt và vừa cho mặt, eyes and face palette, nó hai ngăn nha các bạn. Cái này cho mắt nè, xong mình kéo dưới này ra đó, dưới này là cho mặt nha. Cái này cho mặt các bạn dùng cái khi mà mình make up xong, mình dùng cái sáng sáng này lên đó, để cho cái mặt mình nó sáng lên, nó shiny á các bạn, nó sparkling là nó chớp chớp sáng sáng đó, sparkling ha. Nó có bốn màu thì mình lựa chọn. Nhiều khi các bạn họ để như vậy nhưng mà ăn thua mình trộn nó các bạn, mình có thể mình trộn nó, mình play around, mình trộn nó lại với nhau thì đôi khi nó ra cái màu rất là đẹp. Thì đối với Kimberly á thì mình trang điểm như thế nào hợp với mình là đẹp nhất. Kimberly không có học qua lớp trang điểm, thì tự mình nhìn vào gương mặt của mình rồi mình make up lên như thế nào mình cảm thấy hợp với gương mặt mình là được. Đối với Kim như vậy là đẹp, chứ không phải mặt nào cũng make up giống nhau được đâu các bạn. Kimberly không nghĩ vậy đâu. Đối với Kim á thì make up sao mà hợp với gương mặt mình là đẹp nhất nha. Chọn cái màu mình thích, đừng có quá thôi. Make up tùy theo, ví dụ mình đi party thì mình make up hơi đậm tí xíu, còn như thường ngày thì mình make up nhẹ nhạt thôi, nhìn nó rất là dễ thương, nhìn nó tươi, nó sáng, đừng có make up quá nhiều ha. Đối với Kim thì Kim thích như vậy, còn các bạn khác thì Kim không có biết. Mấy bạn trẻ bây giờ thì thích make up rất là nhiều, giống như là dễ phải cho lại sắc bén rồi lên, còn mình thì mình make up thường ngày thì mình thích hơi tự nhiên hơn chút ha, thì make up nhẹ nhẹ thôi. Như Kimberly cũng không chỉ nhiều khi Kimberly chỉ xài sunblock thôi, kem chống nắng đó. Như hôm nay thì Kimberly chỉ bỏ tí xíu nhẹ nhẹ cái kem nền thôi, nhẹ nhẹ thôi, mỏng thôi ha. Không có xài powder luôn, không có xài powder ở trên là phấn ở trên đó, Kim không có xài nữa. Chỉ bỏ chút xíu kem nhẹ nhẹ thôi với cái chống nắng ở dưới. Bỏ chống nắng dưới cái bỏ kem nhẹ nhẹ lên chị thôi đó. Đó thì hôm nay Kimberly mua những cái thứ này. Kimberly muốn chia sẻ với các bạn được chút xíu là cách Kimberly make up như thế nào. Thì thường cho mắt á, Kimberly sẽ lựa cái màu hơi mình đánh ở dưới cái nền, nó cho nó sáng lên ha, chọn cái màu. Xong sau đó thì mình lại dùng cái màu lợt hơn, đánh cái góc này cho đi tới 1/3 của con mắt nha. Ngay cái mí này, ngay cái mí ở trên cái lông chân này đó, 1/3. Sau đó mình chọn cái màu mà đậm hơn mình thích, thì mình lại đánh phía sau này, đánh lên, đánh cho đụng cái mí này, dí cho nó lên cái lòng mắt chút xíu trên này ha, xong sâu chỗ đây nè. Đó là cách Kimberly xài eyeshadow ha. Còn chọn một cái màu lợt nhất, mình cho lên trên ở dưới cái lông chân mày nè. Đó, ngay cái này, cái có arc này nè ha, cái chỗ như nhô ra đó. Các bạn cho cái màu sáng mà có bóng bóng đó thì nó sẽ làm nổi bật cái mí này lên ha. Đó là cách Kimberly make up. Sau đó mình lựa một cái màu sáng mà có bóng bóng đó, mình chấm ngay cái kẽ mắt nè. Mình nghe đây chút xíu, một bên này để làm cho con mắt mình nó sáng lên ha. Rồi cái bên dưới này thì các bạn dùng cái màu cũng lật lật mà có hơi sparkle đó, các bạn chấm chấm đây chút xíu
tâm cho mình một chút xíu, đó là cách Kimberly make up thôi. Còn với các bạn make up sao thì Kim không biết ha. Thì mình làm cái tự nhiên, cái màu tự nhiên. Còn mình đi party thì các bạn chọn màu đậm, đánh cho nó hơi đậm lên, vậy thì nó lên hình nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Các đẹp ha, dễ thương quá nè. Cái bông hồng signature mà cái màu gold nữa, rất là dễ thương. Còn mascara, cái này Kimberly chia sẻ cách bỏ mascara lên nữa. Là thường Kimberly á, dùng cái đầu bấm lông nheo, cái eyeclasker, Kimberly mở cái miệng nó ra xong để ở dưới cái lửa nè, cái hộp quẹt nó quẹt lên, mình hơ sơ nhẹ qua nó một cái, nhẹ hai lần cho nó ấm cái đó lên, cái bắt đầu mình bấm, mình kê mình bấm cho sát dưới cái chân lông nha. Khi mình bấm như vậy đó, cái lông nheo mình nó sẽ cong. Nếu mà lông nheo các bạn không cong giống như lông nheo của Kimberly, nó thẳng thôi mà nó không có cong được các bạn. Xong rồi Kimberly phải làm cái đó để cho nó cong trước. Mình bấm sát góc cái mình bấm lại cái nhẹ phía ngay chính giữa của cái lông nheo đó để cho nó có cái độ cong tự nhiên. Sau đó thì mình sẽ bỏ mascara lên thì nó sẽ giữ cái độ cong như vậy. Cái đó là cách Kimberly làm. Còn các bạn make up sao thì Kimberly không có biết. Nhưng mà Kimberly biết là khi mình hơ cái eyeglass curler, tức là cái đầu bấm lông nheo đó, mình hơ lửa cho nó ấm ấm thôi nha. Các bạn đừng cứ làm nóng quá nó cháy mí mắt mình đó. Ấm ấm thôi thì mình thử nha. Mình thử rồi bắt đầu các bạn bỏ cái mascara lên là nó giữ cong như vậy. Kimberly xài như vậy nè, không biết các bạn có thấy không? Nhìn ngang thử các bạn có thấy cái độ cong của nó không? Đó, hai bên. Không biết có thấy không mà nha. Kimberly đẩy cái camera hơi xa. Đó, cái độ cong nó vậy đó. Kimberly không có xài, không có dán lông nheo đâu. Kimberly xài tự nhiên không à, lông nheo thiệt đó. Thì chỉ bỏ mascara lên thôi. Ok. Đây nè các bạn, Kimberly chỉ gõ chút xíu. Cái này là cái highlighter. Tức là khi mình đánh má hồng xong đó, mình cho nó lên nhẹ nhẹ ha. Còn cái này là cái bronzer. Nhiều khi các bạn muốn bên mặt này nó tròn quá thì các bạn dùng cái này, các bạn ấy nhẹ nhẹ lên, nó có cái màu sậm lên thì làm cho cái chỗ này nó ốm đi ha, bên mặt mình ốm đi. Còn hai cái này á là blushing là má hồng, mình xài má hồng đó các bạn. Mình có thể mình đánh, nếu mà muốn đậm màu á thì mình đánh cái này nhẹ nhẹ ở dưới thôi, ít ít thôi. Các bạn quẹt với cái brush, cái bằng chải, cái chải lông đó các bạn lớn nè, xong mình đánh nhẹ nhẹ thôi, cái bỏ cái này lên nhẹ nhẹ nữa là Kimberly nghĩ nó sẽ ra cái màu dễ thương lắm. Còn cái này không thì nó hơi sậm, bỏ cái màu nhạt nhạt lên nữa thì làm cho nó ra cái má hồng đẹp ha các bạn. Đó, cho má hồng ha. Thì Kimberly nói sơ sơ cho các bạn, thì tùy theo cách mình trang điểm, mình thích để lên sao mình để ha. Một cái cho mắt, cái cho mặt ha, mắt với mặt đầy đủ luôn. Rồi bây giờ Kimberly sẽ nói cái giá cho các bạn nè, đừng có té xỉu nha. Hả? Đây, để coi bao nhiêu món. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 món phải không? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 món mà Kimberly thấy cái set này là thấy rất là đáng đó. Nó vừa cho mặt mà vừa cho mắt nè ha. Nói chung ra những cái này, mấy cái màu này Kim chọn thì Kim cũng thích lắm. Dễ thương nè, cái chai dầu thơm ha. Đây, bây giờ cái giá. Cái giá của nó là đâu rồi? Cái giá của nó là 542 đồng. 542 đồng nguyên một cái set này. Nếu mà không có được hạ giá đặc biệt cho những ngày lễ thì nó là 542 đồng tất cả. Thì khoảng bao nhiêu tiền Việt ta? Chắc khoảng 500 mấy, thì khoảng 10
Khoảng 12 triệu đi. 12 triệu, 12, 24, 12, 24, hơn à nha. Khoảng 13 triệu, 13 triệu. Tại vì bây giờ một đồng là 25 ngàn rồi, mã này 542 đồng, tức là cũng khoảng 13 triệu đi, cho 13 triệu. Nhưng các bạn có biết là Kimberly mua được bao nhiêu không? Kimberly chỉ có trả 75 đô cộng thêm cái tiền khác 6 đồng mấy 7 đồng nữa, rồi cộng thêm cái tiền gì đây, nó cộng thêm một cái tiền gì nữa không biết, tiền gì luôn. Và nhưng mà tính ra hết tất cả đó là Kimberly trả 89 đồng 85 cent thôi các bạn, là dưới 100 đồng, tức là khoảng chừng 2 triệu, 2 triệu mốt là cùng, là các bạn rất là xứng đáng đúng không? Vậy khi mà mua mỹ phẩm, các bạn đợi tới lúc mà lễ lọc đó các bạn mua thì được cái giá nó rất là good deal ha, good deal. Mà mình cũng phải chọn cái màu nào mình thích nữa mình mới mua, chứ không phải rẻ là cứ mua mua về xài cũng được, uổng tiền. Mấy ông hay gầy lắm á nha, mấy ông không có gầy mà mấy ông không có vui á. Nên là mình mua cái gì thì cũng phải đáng cái đồng tiền mình hả mua nha các bạn. Chứ để không thôi á, phụ nữ mình mang cái tiếng là đụng đồ sale là mua, mà mua không có xài, không có. Kimberly mua là Kimberly xài nhé. Đó, thì hôm nay Kimberly có vậy chia sẻ cùng các bạn. Sắp sửa tới holiday rồi thì các bạn canh mua nha. Sắp sửa tới Christmas. Christmas, trước Christmas 2 tuần là nó đã bắt đầu nó sale rồi các bạn ha. Rồi sau Christmas nó lại có ngày Black Friday, tức ngày thứ sáu đen hả, Black Friday lại sale tiếp. Lại cũng sale để họ bán thường, những công ty này thật ra họ cũng lợi dụng những cái ngày lễ này để họ đẩy cái hàng của họ cho nhanh lên, họ lấy cái ngày lễ này cái bắt đầu họ hạ xuống để họ push cái hàng họ bán được nhiều hơn các bạn, bán rất là nhiều đó, họ lời lắm đó. Nhưng mà so với những ngày thường thì mình biết cái giá thì mình mua rẻ thì cũng nên mua ha các bạn, đợi những ngày holiday mua làm quà cho gia đình. Đẹp mà, vừa đẹp vừa rẻ vừa quý đúng không? Hồi nãy Kimberly nói đó, cái tổng cộng là 75 đồng trước, xong rồi tiền thuế 8 đồng mấy ha, rồi cái freight là tiền shipping các bạn, tiền nó gửi đi shipping, mà giờ nó dùng cái chữ freight nên là Kimberly chưa thấy chữ này mới biết thôi. Là tiền shipping là tổng cộng là 89 đồng 85 cent các bạn. Rồi, thôi, video của Kim đến đây là kết thúc nha. Kim Ly cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Úc Bạc Liêu, cũng như đã ủng hộ cho cô Úc bao lâu nay. Nhờ quý vị và các bạn ủng hộ nên Kim có động lực lập tiếp. Kim Ly chào quý vị và các bạn nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ Kim nha, để Kim có động lực làm tiếp. Bye bye.